Trời ơi, to quá. Chỉ to thôi thì có ích gì chứ. Năm 1644, ngày 18 tháng 3, năm Sùng Trinh thứ 17, Sấm Dương Lý Tự Thành phát động nông dân khởi nghĩa, thống lĩnh quân Đại Thuận huyết chiến sinh tử với đội quân Minh Triều. Cuối cùng, quân Đại Thuận của Lý Tự Thành đã tiêu diệt quân nhà Minh, tấn công Bắc Kinh, nhắm thẳng vào Minh Triều. Các huynh đệ, cùng ta tiến vào thành. Sấm Dương Vạn Tuế, Sấm Dương Vạn Tuế, Sấm Dương Vạn Tuế. Sấm Dương Vạn Tuế, Sấm Dương Vạn Tuế. Báo Sấm Dương. Lục soát trong ngoài thành vẫn không thấy tung tích Sùng Trinh. Truyền lệnh cho những người thuận theo Tân Đế sẽ được trọng thưởng, chống lại thì sẽ chịu tội chết. Rõ. Đi. Đi đi. Đi. Chạy đâu cho thoát? Không thoát được đâu. Mau, giết chết cẩu hoàng đế. Giết chết cẩu hoàng đế. Phụ hoàng, con sợ quá. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Có phụ hoàng ở đây rồi. Bệ hạ đi trước đi, chỗ này cứ giao cho thần. Công công, nước đây ạ. À? Bệ hạ, mời uống nước. Dừng. Bệ hạ, Bất Tử Cấm Thành rồi. Dương Thừa Ân, có nô tài. Thay y phục cho trẫm. Trẫm phải lên đường rồi. Bệ hạ. Nào, ngươi qua đây. Công công. Công công.
Mỗi người một giải lụa. Sao? Ngươi nói xem, nếu ngươi là một sợi mì thì tốt rồi. Ngươi qua đây. Dân, thưa bệ hạ. Ngươi tên là gì? Sao trẫm chưa từng thấy ngươi trước đây? Bẩm bệ hạ, nô tài tên Đại Bảo. Thật ra nô tài là trai ngoan, trước giờ chưa từng đi ra khỏi cửa. Hôm đó nô tài nghĩ thế chứ trọng lớn thế, có lẽ nô tài nên ra ngoài nhìn ngắm. Nhưng lão Trương làm giao nói nô tài trời sinh xương cốt kỳ lạ, trời sinh chính là vào cung ăn ngon mặc đẹp. Nhưng mấy đầu nô tài đã từ chối hắn, nhưng hắn ta vẫn đưa nô tài tiến cung. Đừng nói nữa. Ngươi đứng lên đi. Dân, thưa bệ hạ. Tuy rằng trẫm chưa kịp sủng hạnh nàng, nhưng hôm nay trẫm phong nàng thành Huệ Phi. Đại Bảo, có à? Đây là công chúa Cát Tường mà trẫm yêu thương nhất. Hôm nay trẫm giao phó hai người này cho Khanh. Khanh dẫn theo họ trốn đi. Dân, thưa bệ hạ. Xin bệ hạ hãy cân nhắc. Một tên tiểu thái giám lai lịch bất minh sao có thể tin tưởng được? Bá quan văn võ đầy triều, người trẫm tin tưởng được giờ đang ở đâu? Đi đi. Bệ hạ. Đại Bảo. Có. Dẫn họ đi đi. Rõ. Chúng thần phụ trọng. Bệ hạ, phụ hoàng. Làm hoàng đế rồi, đến mạng cũng chẳng còn. Làm thái giám rồi, đến cái quý nhất cũng mất. Cổ quý của ta. Ngươi đi đâu vậy hả? Mau đi. Mau đi đi. Nói ngươi đấy, nhanh lên, mau đi đi. Chạy đi đâu cũng vô ích thôi. Bây giờ cả thiên hạ đều thuộc về quân Đại Thuận rồi. Đi. Mau lên đi, cấm lại mề. Ngươi, đi nhanh một chút. Nói ngươi đấy. Mua hoa à? Hoa chỗ ta đẹp lắm, hoa tươi vô cùng. Xem này, hoa này đẹp lắm. Mua con khỉ. Giỏi lắm, ngươi lại dám một mình chạy trước. Tề thái giám chết dẫm, ngươi dám kháng chỉ, ta sẽ bảo phụ hoàng tru di cả họ nhà ngươi. Phụ hoàng ngươi chở ở đâu? Được rồi, mặc kệ hắn đi. Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện tiên đế giao cho ta nhất định sẽ làm được. Phải rồi, hai người làm sao vào cung được vậy? Mỹ nhân kế. Phi tử chỉ có những chiêu thế này thôi, sao mà không mất nước cho được? Ngươi còn nói. Được rồi, tìm cái hũ cho ta đi. Tìm thứ gì? Hai người không biết thật hay giả dờ thế? Đương nhiên là ta biết rồi. Ở đây có nhiều bình, nhiều hũ như thế, chắc chắn là rượu.
Rượu. Đây là rượu đỏng. Rượu đỏng. Ngũ lương dạ. Hay quá. Huệ Phi, người thật là lợi hại. Sao cái gì người cũng biết hết vậy? Không phải rượu, là củ quý của ta. Trên đó có chiếc đại bảo. Mau lên, mau tìm đi. Được rồi. Đây là cái gì vậy? Trông chui mắt thế. Đây là hạt giống. Con xem, nó được trồng trong đất nên đã mọc mầm rồi. Người xem cái này đi, cái này rễ dài quá. Đúng vậy, rễ càng dài thì sẽ càng được đặt trong bình to. Mau tìm cho ta chiếc hũ lớn nhất. Ở bên kia kìa. Đứng lại, đứng lại. Ba người đằng trước kia, đứng lại. Dừng. Đang nói chuyện với các người đấy, không nghe thấy à? Biết sao? Lại dám ăn nói với bản công chúa vậy ư? Ngươi nói gì? Công chúa. Nàng ta nói là cung chúc ngài phúc thọ như trời cao, cung chúc ngài sinh thần vui vẻ, năm nào cũng có ngày này, đời ngập tràn hạnh phúc như hôm nay. Dừng. Có phải ngươi xem ta là đồ ngốc không? Ngươi xem y phục mà các ngươi đang mặc đi. Y phục mà các ngươi đang mặc đã làm bại lộ thân phận của các ngươi rồi. Thật ra các ngươi thuộc đoàn hát. Tao đoán không sai chứ? Đúng đúng đúng, chúng tôi thuộc đoàn hát. Ngu cơ, Bá Dương. Ngu cơ, Bá Dương. Phụ hoàng. Đợi đã. Bá Dương và Ngu Cơ có con sao? Có mà. Này, ta đọc sách không được nhiều. Các ngươi đừng lừa ta đấy. Quan gia, nàng ta vốn dĩ diễn gia con ngựa của Bá Dương, nhưng cứ luôn chê gia diễn của mình không có thoại, nên cứ tiện nghĩ mấy câu thoại kỳ lạ. Diễn gia ngựa mau lên. Cũng thú vị đấy. Được rồi, đừng diễn nữa. Nào, trói hết chúng lại. Rõ. Tối nay hát vài khúc cho ta nghe. Đi. Đây là bảo bối của ta. Của ta. Cầm lấy, nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên, vào đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng có khóa cửa, mở cửa ra. Mở cửa ra. Đừng la hét nữa. Công chúa, qua đây nghỉ ngơi một chút đi. Tên thái giám đáng chết, sáng nay dám bắt ta ca hát nhảy múa, bây giờ còn dám ở đây ngủ. Lại dám bắt bổn công chúa diễn vai ngựa. Người nói xem lúc nãy con diễn có giống không? Nói đến diễn xuất thì xem như con hỏi đúng người rồi. Điều quan trọng nhất của diễn xuất là phải từ trái tim. Phải nghe thật, thấy thật, cảm giác thật. Dân dân. Ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi. Có phần của bọn ta không? Có phần của bọn ta không? Có hay không vậy? Bọn ta vẫn còn chưa ăn mà. Đưa trăm cài cho ta. Có được không vậy? Tránh ra. Đáng ghét. Đói quá nên ta chẳng còn mấy sức. Ổ khóa chết dẫm này mà biến thành bánh hoa quế thì tốt quá.
Đáng kiếp, ai bảo ngươi ăn một mình? Lạ thật, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy bánh hoa quế mà. Nhất định là do ngươi đói quá nên gặp ảo giác đấy. Không phải là ảo giác, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Chúng ta lặp lại tình huống lúc nãy một chút, chắc chắn có thể tìm ra nguyên nhân. Lặp lại gì chứ, đã phá được khóa rồi, mau chạy thôi. Đây là đâu thế? Trước khi tiến cung thì đây là nhà của ta. Nhà của cô lớn thật. Nhà người nhỏ quá đi mất. Tên thái giám kia, nhìn gì mà nhìn? Cô... Công chúa, một tên thái giám có nhìn thì cũng có được gì đâu mà. Cô... Đúng rồi, bây giờ chúng ta đang chạy trốn. Hai người đừng có mở miệng ra là tên thái giám chết dẫm này nọ. Ta tên Đại Bảo, còn nữa, cô cũng đừng tên là Huệ Phi gì đó. Phải đổi tên đi. Đổi tên. Trước khi tiến cung, tên của ta là Xuân Hoa. Xuân Hoa, nghe hay quá, hay quá. Vậy ta tên gì? Công chúa Cát Tường. Vậy lấy tên là Tường Dân đi. Được, được, hay lắm. Tường Dân là gì vậy? Bắt đầu từ bây giờ, hai người bắt buộc phải nghe lời ta. Dựa vào cái gì? Vào chuyện ta là người đàn ông duy nhất. Nghĩ kỹ rồi hẳn nói chuyện nha. Dựa vào ta trước đây là đàn ông. Được rồi, nếu như tiền đế đã trao phó bọn ta cho người, người nói xem nên đi đâu? Phương Nam. Nghe nói phía Nam đã thành lập Nam Minh Triều. Ta phải dẫn dắt họ quay lại kinh thành, thay phụ hoàng báo thù sửa hận. Được, nhưng trước khi đi phải tìm lại bảo bối của ta đã. Ngươi có phải đủ ngốc không? Sau khi phục hồi được Đại Minh rồi, bảo bối gì ta cũng có thể ban cho ngươi. Ta không cần, bảo bối đó của ta là độc nhất vô nhị. Thật là... Được rồi, ta ủng hộ ngươi. Đa tạ. Nhưng mà lấy về được rồi phải cho ta chơi trước. Cái gì? Ngươi muốn giao nộp bọn ta cho phản tặc? Yên lặng nào. Ta đã nghe ngóng rồi, biết được người đang giữ bảo bối của ta chính là Mã Giáo Úy, thuộc hạ của Lý Tự Thành. Hắn chuyên phụ trách việc tịch thu bảo vật trong thành cho Lý Tự Thành. Theo như ta biết thì hắn rất háo sắc. Vậy nên vì để điều tra manh mối của bảo bối chỉ có thể dựa vào điểm này thôi. Dù vậy ngươi cũng không thể đem công chúa và hoàng phi trên chân nghịch tặc được. Bọn ta không đi. Không đi thì thôi. Thật sự tưởng rằng người ta sẽ để ý đến các người sao? Bình thường nha hoàng đều nói các người xinh đẹp thế nào, chỉnh lệ thế nào, đó là đang nịnh bợ các người thôi. Chỉ dựa vào nhan sắc của hai người, đi ra khỏi thành đến cả ăn mày cũng chẳng thèm nhìn hai người nữa là. Im đi, ngươi đừng chơi trò khích tướng. Hậu cung của phụ hoàng ta không đến 3.000 thì cũng 800. Làm gì có ai xinh đẹp được như ta? Công chúa, ta là người mà tiên đế đã chọn ra trong dạng người. Công chúa nói cả hậu cung đều không bằng người. Vậy là người đang che con mắt nhìn người của tiên đế sao? Xem ra người không thấy phục nhỉ. Đúng vậy. Vậy ngày mai chúng ta thi đi, xem hắn chọn ai. Thua rồi cũng đừng có khóc đây. Hữu nghị là chính, thi đấu chỉ là phụ. Nhanh lên. Nào cô nương, mời bên này. Tướng quân đã dẫn người đến rồi. Đây chính là Mã tướng quân, võ công cái thế, thống lĩnh trăm quân đó sao? Có chuyện gì nói đi. Mã tướng quân, lão bá tánh cả thành Bắc Kinh đều biết quân đội của Sấm Dương chúng ta là đội quân bách chiến bách thắng. Tướng quân của Sấm Dương chính là tướng quân thường thắng, đặc biệt là Mã tướng quân đây chính là người toàn thiên hạ không có đối thủ.
Nói vào trọng tâm đi. Mã tướng quân, ta là muốn làm thân với ngài. Hai người này là con gái nuôi của ta. Đây là Tường Vân. Mã tướng quân Cát Tường. Còn đây là Xuân Hoa. Mã tướng quân Vạn Phúc. Mã tướng quân, đừng thấy bọn ta là mẹ con nuôi, ta thương yêu chúng như con ruột vậy. Hy vọng Mã tướng quân sẽ thu nhận. Vậy thì cũng không uổng công ta khổ cực vất vả nuôi chúng khôn lớn. Mã tướng quân, ta dù có chết cũng thấy yên dạ mát lòng. Mã tướng quân, Mã tướng quân có lệnh, mời các vị về cho. Ngươi ở lại. Ta chết đi. Mụ già này, nhìn là biết ngươi là ngọn đèn không cạn dầu. Bổn tướng quân thích những người như ngươi. Tướng quân thật đúng là có phong cách. Ta mang theo hai cô nương trẻ trung kia, thật ra là để làm nổi bật nét mặn mà của ta. Đến đây nào, đợi đã. Nghe nói tướng quân chuyên thu thập các vật quý cho sấm dư. Không biết ta có phúc được nhìn một lần không? Nếu như người nói với ta sớm thêm vài ngày, chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng vài ngày trước, Sấm Dương vừa dẫn 100.000 đại quân đi Sơn Hải Quan đánh Ngô Tam Quế rồi. Các vật quý vừa thu thập được đã đưa đi theo đoàn quân rồi. Đưa đi hết rồi sao? Đến cả sợi tóc cũng chẳng vừa lại. Cũng không thể nói là đưa đi hết rồi. Ở đâu thế? Ở đây này. Chẳng phải nàng chính là bảo bối của ta sao? Người Mã tướng quân, xin hãy bình tĩnh. Hay là chúng ta chơi trò gì đó kích thích hơn đi. Ta đã nói ngươi gừng càng già càng cay mà. Được thôi. Thích thật, lần nữa đi. Đổi cái lớn hơn đi. Có một cái búa ở đây thì tốt rồi. Đứng lại, đã qua giờ giới nghiêm, cửa thành đã đóng, ngày mai hẳn ra khỏi thành. Vậy ngày mai lúc nào sẽ mở cổng thành? Không nhìn lúc nào cả, gà gáy thì mở. Ta không làm. Ta chỉ biết giả tiếng ngựa. Cục cục tát. Sao ngươi lại đánh người chứ? Biến đi, xem ta là đồ ngốc sao? Nhị gia, sao giờ ngài mới đến chứ? Nghe đi, nghe đi, gà kêu đấy, gà kêu đấy. Đại gia, đến chơi đi nào. Mở cửa. Ông chủ, cho ba bát mì, có ngay.
Mì đây. Tay của ông. Không sao không sao, không nóng, ăn từ từ nhé. Bẩn quá đi, ta không ăn đâu. Công chúa ăn đi, đừng đến sân hải quan còn xa lắm, lấp cái bụng trước đã. Vẫn là công thức cũ, vẫn là mùi vị quen thuộc. Ông chủ tính tiền. Đến ngay. Tám văn tiền. Ta nói không đem theo tiền, ngươi tin không? Ta nói ta lớn đến chừng này chưa từng nhìn thấy tiền, các người có tin không? Vậy ta nói đã lâu lắm rồi ta không giết người, các người có tin không? Trả tiền đây. Ông chủ, ta mời. Tiên sinh dừng bước. Tiên sinh, cảm tạ tiên sinh ra tay giải nguy. Chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm tạ. Chấm hỏi quý tính đại danh của tiên sinh là Dạng Phương, tiểu nữ Xuân Hoa hân hạnh được gặp. Nam nữ thù thủ bất thân, nàng ta là người của cha ta đấy. Đúng vậy, chỉ là tám văn tiền thôi mà. Ý của ngươi là trên người ngươi có tiền. Tiểu gia ta ra đường còn cần phải mang tiền sao? Đất mà ta bốc lên chính là tiền. Tiền đây. Với tiểu gia ta đây, tiền chỉ như đất. Đi, đi. Ở đó kìa, chạy đâu cho thoát. Đại bảo, ngươi chạy nhanh lên. Bọn chúng cưỡi ngựa đấy. Cô tưởng đó là lợn ư? Thành lợn rồi, thành lợn rồi. Mau chạy đi, còn xem cái gì. Làm sao ngươi làm được vậy? Ta cũng đâu có tự thí, là lão Dương làm mà. Ý của ta là làm sao ngươi biến đổi mọi thứ như thế được? Đúng, còn có lần trước biến hóa thành bánh quế hoa nữa. Chuyện này, chuyện này giấu được các người nhưng không giấu được ta. Đại bảo thật ra là bán tiền. Bán tiền. Sai. Ta không phải bán tiên. Ta là thần tiên. Vậy sao lần nào trong ngươi cũng trông như bị sét đánh vậy? Bởi vì ta là lôi thần. Ta phụng mệnh Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm để mà... để mà... đi tìm bảo vật. Đúng đúng đúng, đi tìm bảo vật. Vậy nên các ngươi phải hầu hạ ta cho tốt trong lúc tìm bảo vật. Để ta hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ nói vài câu tốt đẹp trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế cho các ngươi. Đến lúc đó còn có thể cho các ngươi trường sinh bất lão, lập nên một hội chúng tiên. Vậy nên tránh ra. Nào Tường Dân, xoa bóp da cho ta nào. Ngay ra cái gì? Bóp chân.
Đứng yên. Đem chúng đi chém đầu cho ta. Rõ. Đừng. Ngươi dựa vào đâu mà chém mọn ta? Ngươi dám? Ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi là gian tế cho tên họ sống đó. Nhảm nhí. Ngươi không hề tra khảo thẩm vấn, dựa vào đâu nói bọn ta là gian tế? Đại trận trước mắt, tiền trảm hậu tấu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Giết. Rõ. Dừng tay. Chuyện gì vậy hả? Báo cáo tổng binh, bắt được 4 tên gian tế. Cho hỏi, người ngồi trên ngựa chính là Ngô tổng binh sao? Trường Bá. Ta là Uyển Phân. Uyển Phân. Đúng là Uyển Phân không? Ôi trời, vì đại ca này thì ra lại có sở thích kia. Uyển Phân, nàng làm cho bản dương tìm đàn vất vả quá. Thần thiếp tội đáng muôn chết. Uyển Phân, Trường Bá, báo. Báo cáo tổng binh, đã dẫn người đến rồi. Được, mau mời vào. Rõ. Nhìn thấy tướng quân còn không mau quỳ? Không cần nữa đâu. Cảm tạ ba vị đã đưa Uyển Phân đến đây. Cô là Dạng Phương. Bây giờ binh đao loạn lạc, một cô gái như ta, một thân một mình, đi đường bất tiện. Vậy nên ta đã cải nam trang, xin các chị tha thứ. Ta là Trần Diên Diên, các chị có thể gọi ta là Uyển Phân. Cô là Trần Diên Diên. Trần Diên Diên là ai vậy? Không biết ta nên làm thế nào để cảm tạ các vị đây. Ta muốn giết Lý Tự Thành thay cha báo thù. Ta muốn giết Lý Tự Thành trả thù cho trượng phu của ta. Ta muốn giết Lý Tự Thành. Ta muốn lấy bảo bối của ta lại. Hay lắm. Ngày mai sẽ có trận quyết chiến. Ta sẽ giết tên giặc họ Sầm, xông vào Tử Cấm Thành. Đến lúc đó ngươi cứ tự chọn các loại bảo vật. Nam tính lắm. Người mới nam tính. Công nguyên năm 1644, năm Thuận Trị đầu tiên của nhà Thanh. Tháng 4, nhiếp chính dương Đa Nhĩ Cổn thống lĩnh quân Bắc Kỵ cùng với quân của tổng binh Ngô Tam Quế đánh bại quân đại thuộc của Lý Tự Thành ở trong ngoài Sơn Hải Quan. Thắng lợi này mở đường cho nhà Thanh tiến vào Trung Nguyên, thiết lập sự thống trị toàn quốc. Một công chúa minh triều như cô, đừng suốt ngày lộ mặt như thế. Ừ.
Ngươi nhìn thấy ma sao? Ừ. Phải, tôi đã nhìn thấy Tào Công Công. Chẳng phải hắn đã cùng lên đường với phụ hoàng sao? Đúng vậy, chắc chắn là ông ta. Ta nói này, đã hai canh giờ rồi, chẳng lẽ vẫn chưa thấy cái gì ưng ý sao? Có nhìn thấy một cái bình thật lớn không? Cái gì vậy chứ? Cái dĩa. Phải nói sớm chứ. Dĩa vàng hay là dĩa bạc? Ở đây có nhiều lắm, tùy ý mà chọn. Ta đang nói chiếc bình. Cái chảo à? Là đang nói chảo xào rau hay xào thịt? Ngươi nên đến khu nhà bếp. Đây này. Ngươi nói cái gì cơ? Bình, chiếc bình, bình đất sét. Một chiếc bình ghi chữ đại bảo. Ta nhớ ra rồi. Sáng sớm hôm nay vì lão Dương làm dao lấy đi rồi. Lão Dương? Lão Dương thợ làm dao sao? Vậy mà có thể tùy tiện vào đây lấy đồ ư? Hắn làm sao có bản lĩnh lớn thế được? Là chủ của hắn, Tào Công Công bảo hắn đến. Ngươi cũng biết mà, Tào Công Công bây giờ là thân tín ở trước mặt của Ngô Tổng Binh. Ta nói ngươi nghe. Đi đâu rồi? Ngươi, im đi, đồ thỏ đế. Im đi, ồn nữa là ta giết chết ngươi. Anh hùng, chúng ta trước nay không thù không oán. Xin anh hùng hãy tha cho ta đi. Không thù không oán. Mở to đôi mắt chó của ngươi ra xem ta là ai. Là ngươi, là ta. Lúc đầu là ngươi lừa ta, nói trong cung đang tuyển người, cho ta 10 lượng, hứa rằng ta sẽ có thể làm dinh danh dòng họ. Kết quả ngươi lại khiến ta tuyệt tử tuyệt tôn. Anh hùng, phía trên có lệnh, ta cũng không còn cách nào cả. Im đi. Hôm nay ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị trống trải ở ngay giữa hai đùi. Sư phụ, sư phụ, cứu mạng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, bay. Sư phụ, sư phụ. Về rồi sao? Sao rồi? Mau mở ra xem đi, rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Tránh ra. Đây là bảo vật mà ngươi muốn tìm sao? Thứ này kỳ lạ thật, chơi thế nào? Đem nó nấu canh đi. Công công, nghe tìm tôi. Ngươi đã cùng ta bao nhiêu năm nay? Có biết vì sao ta lại giả chết trên núi Mô Sơn không? Thuộc hạ không biết. Bởi vì ta không từ bỏ được giang sơn rộng lớn này. Nay giờ Ngô Tam Quế đã chiếm cứ Bắc Kinh, Đa Nhĩ Cổn lại đi vào Trung Nguyên, tàn đảng của Lý Tự Thành vẫn chưa trừ hết, phương Nam lại thành lập Nam Minh Tiểu Minh Triều. Thật đúng là thiên hạ đại loạn. Vừa hay loạn thế xuất anh hùng. Có lẽ giang hồ to lớn đẹp đẽ này cuối cùng lại mang họ Tào chăng? Vì sao công công lại thở dài? Từ cổ chí kim,
Ăn Mày từng làm hoàng đế, Đình Trưởng từng làm hoàng đế, Võ Tướng từng làm hoàng đế, đến cả nữ nhân cũng đã từng làm hoàng đế. Chỉ có thái giám là không làm được hoàng đế. Có biết thế là vì sao không? Bởi vì thái giám thì không có con. Không có con nên chẳng ai sợ chúng ta. Không có con nên mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Công công, chỉ cần ngài ăn nó thì có thể biến trở về thành đàn ông. Đây là gì? Bẩm công công, đây là vào đêm tịnh thân thái giám vào cung, tôi phát hiện dao của tôi bị mẻ, lại cảm thấy tình huống lúc ấy rất quỷ dị, vậy nên mới lật lại tư liệu để xem, phát hiện đại bảo là người thuần dương. Bấm đốt ngón tay tính, thấy điều không hay. Vậy nên hắn ta chính là người sinh năm dương, tháng dương, giờ dương, cũng chính là người thuần dương. Thêm vào đó, đao tuyệt hậu của tôi là đồ vật thuần âm, vậy nên khi các bảo vật này xuống thì sẽ thành linh vật của trời đất. Chỉ cần công công ăn nó, vậy thì công công có thể mạnh mẽ hồi xuân. Chừng, công công, theo tôi nhận thấy nên cắt nó ra thành từng lát mỏng, dùng muối ướp nửa canh giờ, sau đó phủ một lớp bột lên, rồi cuối cùng đem chiên nó với dầu nóng già. Không đúng, hắn nói không đúng. Công công, tôi thấy nên hấp nó với loại tương đậu ngon nhất, dùng dầu chiên thì sẽ làm mất đi mùi vị nguyên sơ. Hàm hồ, các người làm thế sẽ phá hỏng tinh hoa chúng có của nó. Công công, tôi cho rằng nên lấy nó ướp với rượu sơn trà và nhân sâm. Lại nữa rồi, đừng có làm như thế chứ. Công công, ngài cứ rửa thật sạch nó, sau đó ăn sống chấm tương là được. Dừng, đừng nói bậy. Công công, không được. Ăn thứ này là có nghiên cứu hẳn hoi. Trước khi ăn, nhất định phải giết chủ nhân của nó. Vậy thì trì hoãn chút đi vậy. Ra đây cho ta. Tàu Hóa Thuần, sao lại là ngươi? Chẳng phải ông đã chết rồi sao? Tiên đế không yên lòng về các người, bảo ta đến đây tiễn các ngươi một đoạn. Ông, để ta. Áo thiết giáp. Lưỡi đao, thiết quyền, rắn. Quả bóng. Đi.
Vui quá, vui quá. Đại bảo, ngươi thật là lợi hại. Thì ra ngươi thật sự là thần tiên. Bây giờ biết rồi chứ. Đi, vào trong xoa bóp chân cho ta. Được. Thật sự có thái giám thần tiên sao? Trời ơi, to quá. Thật không ngờ tên tiểu tử đó còn biết yêu thuật. Bẩm công công, nhất định là sau khi bị tịnh thân đã giải trừ được phong ấn nên hắn mới có năng lực như hiện nay. Nhưng không sao, tối nay tôi sẽ xử lý chiếc bình đó để cho hắn mất đi siêu năng lực. Tối nay sáng ngày mai chúng ta có thể bắt hắn ngay. Vậy còn không mau làm nhanh đi. Dân dân không hay rồi. Sao thế? Pháp lực của ta mất rồi. Sao lại như thế chứ? Ta cũng không biết. Ta đã thử cả buổi sáng. Mọi người nhìn xem. Thỏi vàng, thỏi bạc, bánh chiên, cái gối. Thành công ra cái gối rồi này. Vốn dĩ nó là cái gối mà. Vậy phải làm sao đây? Chạy đi, bảo toàn mạng sống. Nhanh lên. Qua đây. Xin hãy phù hộ cho Tàu Công Công bị cảm mạo lên cơn sốt, đau bụng. Phù hộ cho Tàu Công Công cưỡi ngựa bị té ngã. Phù hộ Tàu Công Công bị té gãy xương sườn. Đây là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm trạng bái thần linh? Chẳng phải ngươi chính là thần tiên sao? Hai người thì hiểu cái gì chứ? Đây gọi là biết kính trên nhường dưới. Phải rồi, sao pháp lực của ngươi lại biến mất vậy? Bởi vì ta ngủ không đủ chứ. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, thu chọn đi. Tối hôm nay sẽ ở lại đây một đêm. Ở đây sao? Ta không ở đâu. Cô... Được rồi, mau dọn dẹp đi, để đảm bảo nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Thôi được rồi. Xuân Hoa, cảm ơn cô.
Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tối hôm qua ta đã thủ hạ Lưu Tình rồi, nhưng nể tình chúng ta đều là những thái giám, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi đi. Trò hay của ngươi hôm qua ta vẫn còn chưa xem xong, hôm nay cô ấy đến xem một lần cho thỏa, để xem rốt cuộc ngươi còn muốn biến gì nữa. Được, hôm nay ta sẽ khiến ngươi không về lại được thân xác người. Khoai tây, cà tím, quả ớt. Đại bảo, ta không thích ăn những món đó. Tên khốn này, thì ra là ngươi. Dừng tay, hắn là thần tiên hạ phàm. Đúng vậy, nếu như ông giết hắn, thiên binh thiên tướng sẽ tìm ông báo thù. Đúng là một nhóm thiếu thông minh. Là sao? Ý nói hai người là người ngốc đấy. Muốn giết hắn thì giết chúng tôi trước đi. Đúng, để xem ông còn mặt mũi nào gặp tiên đế. Thôi kệ, nể tình tiên đế đối với ta không bạc. Hai người đi đi. Không, bọn ta không đi. Đi đi, mau đi đi. Ta bảo hai người đi đi mà. Tin ta đi, ta là thần tiên hạ phàm. Mau đi đi. Đi đi. 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 Đại bảo, đi đi. Ta biết ngay, ngươi không phải ngọn đèn cạn dầu mà. Ngươi xem, đây là gì? Xông lên cho ta. Chúng đã chết được mấy canh giờ rồi. Lão Dương, ngươi thế này là sao? Ta làm hoàng đế rồi. Giang Sơn chia cho ngươi một nửa. Giang Sơn, ta muốn thành tiên. Con dao này với ta mà nói chẳng có tác dụng gì cả. Còn có chiếc bình này nữa cũng vô dụng. Cái ta muốn là trái tim của ngươi và Đại Bảo. Chỉ cần vào đêm trăng tròn ăn trái tim của ngươi và Đại Bảo, ta sẽ có thể thành tiên. Súc sinh. Đại Bảo, đến ngươi rồi. Nhìn gì mà nhìn, mau giải phong ấn đi. Giải phong ấn? Ngươi dọa ta sợ chết khiếp. Thứ đó có thể giải ra dễ dàng sao? Đây là gì thế? Cái này mà cũng không biết sao? Đây chính là thiết bổng định hải thần trong tay Du Ký. Nặng 1.3500 cân. Nó có thể biến to biến nhỏ, biến ngắn biến dài, biến mềm biến cứng. Thật sao? Không tin thì xem này. Lớn lên. Lớn. Lớn. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Được. Lớn. Lớn lên. Lớn lên. Lớn. Lớn. Lớn, lớn lên. Chết tiệt. Ta
Đại Bảo, Đại Bảo. Đại pháo đâu? Sau khi bắn chết lão Dương thì đại pháo đã biến mất rồi. Biến mất rồi sao? Cũng không đúng, đại pháo lại biến thành chiếc bình. Này, đang ở đây này. Thứ đổ bên trong đâu? Ở đây đã nấu canh cho ngươi rồi. Chính là cái ngươi vừa uống đấy. Cô nấu canh rồi sao? Chẳng phải chính ngươi bảo nấu ư? Các cô đã nấu củ quý của ta thành canh rồi. Củ quý của ta, củ quý của ta. Bảo bối của ta trở về rồi. Đây là gì? Trông có vẻ vui nhỉ. Cái này lợi hại lắm đây. Lợi hại đến mức nào? Thử rồi sẽ biết ngay thôi. Thử thì thử. Nào. Dừng. Ta chỉ tiễn mọi người đến đây thôi. Xuân Hoa, nàng thật sự không đi cùng bọn ta sao? Đại Bảo, công chúa, mọi người đi đi. Ta thật sự đã chán ghét cuộc sống ở trong cung rồi. Ở bên ngoài tốt lắm, tự do tự tại. Xuân Hoa tỷ tỷ, đợi bọn ta đến phương Nam rồi gặp được Hồng Quang Đế, bọn ta nhất định sẽ đánh về kinh thành. Đến lúc đó cả nhà chúng ta lại được đoàn tụ. Mùi mùi ngoan, ta đợi mọi người. Đúng rồi Đại Bảo, giờ ta đã mang cốt nhục của chàng. Trước khi chàng đi, xin hãy đặt tên cho nó. Ta tên Đại Bảo. Đứa bé tên là Tiểu Bảo đi. Tiểu Bảo. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu khổ sở như thế. Vậy mà ta còn chưa biết họ của chàng là gì. Ta là cô nhi, ta cũng không biết ta họ gì. Đứa bé, hãy lấy theo họ nàng đi. Mẹ ta họ Di. Được. Vậy đứa bé tên Di Tiểu Bảo. Đi. 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 Thank you.